Thực sự là chuyện với Ly hồi nãy giờ ngồi phía dưới nói rất là nhớ cảm xúc của Làn Sóng Xanh trước đây. Và hôm nay thì rất là vinh dự để đọc tên xin tên những cái ca khúc và nhạc sĩ có thành tựu trong năm nay. Và có lẽ là bây giờ trường sẽ không để gấp, mọi người đợi lâu. Và xin được chúc mừng cho Tờ Linh với ca khúc Nếu Lúc Đó. Quý khán giả và toàn bộ bạn bè đồng nghiệp ngày hôm nay.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Xin phép mời hai anh chị ạ. Mọi người đang rất là hồi hộp rồi, bây giờ Linh đọc, Ly đọc luôn đi. Linh mở không được đó. Có vẻ người lên công bố trao giải còn hồi hộp hơn những người đang chờ đợi kết quả ở dưới không ạ? Và hãy cùng chờ xem. Nhãn chắc quá. Ôi, vẫn chưa xong bài vậy. Dán kỹ quá à. Đó là yếu tố bảo mật của chương trình đó quý vị. Được rồi cả nhà ơi. Và xin được chúc mừng giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 dành cho top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Xin được chúc mừng bật tình yêu lên nhạc sĩ Tân Huy Tân, Huy Lê, ca sĩ Tân Huy Tân, Hòa Minh Di. Vì đã cho em cái vinh dự này, em muốn gửi thêm một lời cảm ơn đến các chiêu lờ của anh ơi. Thành
công lớn nhất năm nay của anh đó là có nhiều hơn các chiêu lờ, và thành công lớn hơn nữa đó là các chiêu lờ ai cũng cảm thấy cả nỗi buồn và niềm vui của các bạn càng ngày càng đẹp hơn cùng với âm nhạc của Tăng Duy Tân. Ngoài ra Tân muốn cảm ơn X-Art Entertainment và Tổng Giám đốc Cường Chu vì đã luôn đồng hành và tin tưởng Tăng Duy Tân từ những ngày Tăng Duy Tân còn ở dưới quê. Một lời cảm ơn đến quê hương của em thôn Câu Hà, Hải Phòng, xã Hải Phòng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cảm ơn vì mọi người đã luôn tin tưởng Tư Tân này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.